Ok, và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dynamon War nha anh em. Có phiên bản mới anh em ạ. Phiên bản này nó cập nhật thêm Dynamon mới từ 179 lên 183. Như vậy là sẽ có 4 loại Dynamon mới để cho chúng ta trong này anh em nhá. Đây vẫn có con ngựa đúng không? Vẫn con ngựa anh em ạ. Hôm qua tôi quên leo mất. Quên leo rank nên cũng không vấn đề gì, nó không là vấn đề gì lắm đâu. Chúng ta có thêm Dynamon mới và linh tải là 1.6.72 anh em nhé, linh tải đây ở modgame2.com ha. Nhiều bạn bảo là em tải em cài bị lỗi thì do anh em cài cái phiên bản trên Google Play hoặc là ở trang khác ấy, thì bắt buộc anh em phải xóa đi cài lại và chạy từ đầu thôi, xong lần sau thì đừng có xóa nữa. Lần sau thì anh em cứ update theo mình là kiểu gì anh em cũng sẽ chơi được, nhưng mình có mất dữ liệu đâu đúng không? Ok, chúng ta sẽ xem nào. Dynamon War phiên bản mới là có cái gì nhỉ? Tôi không rõ là Dynamon War 1.6.72 có update thêm con gì không? Bản cập nhật này có cái gì? Có 1.6.72 không? Dynamon không phải rồi. Không phải 1.6.72, 1.6.92 chứ, nhầm nhầm. Mình ghi nhầm, mình ghi lộn rồi anh em ơi. Đây là 1.6.92. Ai mà 1.6.72? Để tôi ấn lại, tôi ghi nhầm anh em ạ. Sorry anh em nhé. Đây là 1.6.92. 1.7 à. 1.7.2. Một không phải 1.6 mà 1.7.2 anh em ạ. 1.7.2 mình ghi nhầm. Mình ghi nhầm cái phần tìm ở đây thì thảo nào chẳng ra. 4 new legendary mới anh em ạ. Cho tất cả là 4 con legendary mới. Nhưng mà làm sao mà nhận được nhỉ? Vấn đề là nhận kiểu gì mấy con Legendary đây? Chúng ta phải cày anh em ạ. Đây này. Đây, ui đây, tôi nhận được rồi anh em ơi. Win Legendary Dynamax. Ui, như vậy là mình nhận được nhiều vết đây này. Ui, còn mới anh em ạ. Nhận được hết luôn anh em ạ. Ui, cho sẽ review từng con một cho anh em nhé. Wow. Anh em ơi, đâu rồi? Ok, đây là con mới này anh em ơi. Đây là mấy con mới đây. Dòng nước à. Vãi đã. Elonix. Vãi nồi anh em ơi. Đẹp thế. Chất lượng thật sự anh em ạ. Để nhận thấy anh em vào trong cái phần phần Dynamon nhá, trong cái phần như kiểu là cuốn sách về Dynamon ấy. Bách khoa toàn thư về Dynamon anh em, trong đây nó sẽ có tất cả những cái gì anh em cần. Con này có dám chiêu ấy thế, dám chiêu giảm giáp ấy. Rồi anh em ơi, tiếp tục nha. Con text cũng ngon đấy chứ. Rất nhiều chiêu giảm giáp, mình sẽ cho con này đánh chính luôn à. Mình không rõ có những cái chiêu gì, nhưng mà bọn nó nhìn chắc là cũng sao phải xoắn xoắn quẩy luôn đấy. Mắc công anh em ạ. Nó có cái Endurance tăng tấn công và giải giải hiệu ứng ạ. Khỏe đấy chứ. Ok anh em ơi, đi đấu luôn ha. Mang hai level 1 đó là đẹp. Xin chào. Đi lấy ngựa lửa nào. Ngựa lửa thật ra là khó lấy anh em ạ. Nó chẳng dễ lấy một 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 tẹo 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 nào cơ luôn. Cái phiên bản này ngon quá. Phiên bản này mà không chơi thì anh em chơi bản nào nhờ. Phiên bản này là số 1 luôn đấy. Mình phải nói với anh em là
Quá tuyệt vời. Ông mặt trời luôn. Enemy à, mình yếu hơn nên mình đánh chui anh em. Ok anh em. Con này có nhiều đòn quá. Có nhiều độc quá. Nó là rắn nước anh em ạ. Marakite. Bọn đều level 15 hết à? Mình có cái Endrain cơ mà nhỉ? Ok anh em, cho có một cái chiêu hệ lá ở đây à? Chúng ta nhớ chúng ta sẽ có cái chiêu Endrain gì đấy cơ. Mình nghĩ là chúng ta sẽ búp cái này lên. Chiêu lá ta không quá mạnh đối với con này đâu. Vậy là tạm được thôi. Disconnect luôn rồi. Sức mạnh kinh phết anh em ạ, nhờ. Cool game luôn, hay quá. Nice, đó chính là tuyệt vời mà trời, đó là hay. Đó là quá được, đó là quá đỉnh chóp luôn. Cái này vẫn phải mua bằng tiền nhờ. Không có cách nào khác mua bằng cái gì khác được nhờ. Ok anh em. Chúng ta sẽ mua thêm băng cờ Berry, mua cái Ray Rus và mua cái skin Ken. Cái này random lắm anh em. Chẳng biết được lúc nào được skill skill xịn, chẳng biết lúc nào skill đều. Toàn skill mình không cần dùng đến lắm. Chúng ta vừa lấy được cái thêm cái gì đó mới mới ha. Arena. Elonix, có thể tên là Elonix anh em ạ nhá. Tên cũng chất chơi người rơi phết nhờ. Nhưng cơ bản là nó khỏe nữa. Nó quá phù hợp dành cho mình luôn. Nó quá phù hợp dành cho tôi luôn ha. Ok, Adam Bro. Đây là Adam Bro. Hello baby. Đánh trước à? Chạy luôn ạ. À. Ok, thua luôn thì càng tốt à. Tôi đang cần các bạn thua tôi luôn à. Tôi đang cần các bạn thua tôi luôn ở bên này. Arena, battle, event, battle, let's go battle. Ok bạn ơi, chuyển luôn, go first luôn. Phát chết luôn ha. Cho con bé thăng thiên luôn. Amus Panzer. Ui, đối đầu con báo ạ. À. Pokemon Go. Được. Thế nhưng mình khắc hệ nói sao nhỉ? Antidor. Thì khác hệ nói mà anh em. Amurant Panzer. Rifle sẽ giảm em minh và tăng tấn công cho nó anh em ạ. Để tăng thủ lên thôi. Andres. Có không? Không có nhỉ, không có độc nhỉ. Có độc thì tốt ha. Tăng thủ của trận này căng đấy anh em ạ. Trận này thằng này cũng sử dụng cái chiến thuật như mình luôn. Nhưng mà nó bị khắc hệ bởi vì chính mình mà. Đánh tẹt.
khó phết nhỉ. Confused. Chết rồi. Chắc phải đợi thôi. Giảm khả năng aiming của nó xuống trước. Con Elenix này khỏe quá. Khó phết nhỉ. Blizzard Strong. Direct hit. Khả năng aiming của nó bị giảm xuống tí ấy. Không ăn thua lắm nhỉ. Virus. Bình thường anh em có gì đâu. Nói chung là không có vấn đề gì quá lớn xảy ra ở đây cả. Chưa chắc chắn anh em ơi. Chưa chắc chắn rồi. Nó hai lại sao gặp hai con level 45 này. Ảo nhè. Gặp hai con level 45 luôn. Đúng đùa nhau. Amurantr. Cho trận này tôi sẽ đánh nhanh thôi. Sao lại gặp hai con mạnh vãi trường ở đây. Nên tôi sẽ dừng lại thôi. Dừng ngay đi trước khi. Ui đi con đánh hay quá. Rồi xin chào lại anh em nhá.